Mới đây, nam em xuất hiện với ngoại hình phát tướng bất thường. Vì tăng cân nên nhan sắc cũng như thần thái của nam em tụt dốc rất nhiều, khiến nhiều khán giả lo lắng và tò mò. Rất nhiều sự quan tâm, người đẹp vui vẻ cho biết, nhờ tích cực điều trị trầm cảm, nghỉ ngơi và ăn uống khoa học, cô đã lấy lại tinh thần, ăn và ngủ được nhiều nên tăng 8kg. Tâm trạng hiện tại rất phấn chấn yêu đời. Hoa Khôi cũng mong khán giả sẽ cho cô ít thời gian để tập luyện và lấy lại cơ thể gọn gàng hơn. Hiện nam em cũng đang ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật mới sẽ sớm được ra mắt khán giả trong năm nay. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải Minh Hà thông báo về bệnh của con trai út. Theo đó, cậu bé Mio bị bệnh tay chân miệng, phải nghỉ học nhiều ngày để điều trị. Không chỉ việc học bị gián đoạn, cậu bé còn bị cách ly với các anh chị và không thể ăn uống gì vì bị lở miệng. Diễn viên Minh Hà cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh là hiện bệnh tay chân miệng đang vào mùa dịch, cần cẩn thận khi chăm sóc con. Nếu phát hiện những triệu chứng của bệnh, phải cho con nhập viện ngay. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Văn Thái, Lâm Minh Trường cùng 12 tháng tù giam, Lâm Minh Thương 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, Mã Cẩm Dương 8 năm tù về tội giết người và buộc bị can này bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 100 triệu đồng và cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến năm 18 tuổi. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, nhóm của Thái gồm Thái, Trường, Thương, Lâm Minh Nhớ và Trần Thanh Phước đang tổ chức nhậu trên ghe biển neo đậu tại cống Lung Lớn thuộc xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thì Dương đến nhậu cùng. Được một lúc, giữa Dương và Nhớ xảy ra mâu thuẫn. Dương bỏ về nhà kể lại sự việc cho cha mẹ vợ và em vợ nghe nên ba người này đã đến tìm nhóm của Thái để hỏi chuyện. Khi đến nơi, hai bên cự cãi xong vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Dương lấy con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người làm Phước tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Dương đến công an đầu thú. Cứ mỗi mùa mưa, đường xá và nhà cửa của hàng chục hộ tại ấp Kiết Thắng, xã Lâm Khiết lại bị ngập, có nơi sâu hơn cả tấc. Không chỉ tác động đến sản xuất, ngập úng còn ảnh hưởng lớn đến việc học hành của con em người dân nơi đây. Đáng lo nhất là tình trạng mất vệ sinh đe dọa rất lớn đến sức khỏe của người dân. Mấy đứa học sinh nó đi lại thì rất là khó khăn. Rồi người lớn tuổi, thậm chí người lớn tuổi cũng vậy. Khi mà nước rút lại thì nó có gông ghiêu rồi nó trơn. Thấy nước nó ngập bùi, nước nó thối á, biết không? Ảnh hưởng tới con nít á, nó bệnh á. Bởi vậy mấy họ xài không có được rồi. Ôi biết sao, ở xã không xử luôn. Ấp cũng không xử luôn nữa. Rồi sao đây? Người dân cho biết con mương thoát nước chính của khu vực đã hình thành từ nhiều năm. Tuy nhiên, nó đã bị chặn dòng vì hai hộ Dương Văn Bưởi và Lý Thị Phi lấn chiếm ngay khu vực đường thoát ra kênh sáng. Do việc thoát nước không đảm bảo, mỗi khi trời mưa là nước dâng lên, chảy tràn, gây ngập lộ vào nhà dân. Ngay khi phát hiện vụ việc, bà con đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Từ năm 2003-2004 trở về đây là coi như hai hộ đó lấn chiếm từ cho đến bây giờ là kín luôn. Là không có đường thoát nước. Rồi có năm 2016 là có lại xin đường của xin hai hộ bên đó. Người là năm tắc là đào con đường rồi. Nhưng mà bây giờ lại bị kín nữa. Chúng tôi có đến xã nhờ xã giải quyết. Xã thì cứ hẹn là từng người từng nữa. Nhưng mà từ đó tới giờ là từ đầu năm tới giờ là cỡ gần 3 tháng này. Thì bây giờ tôi xin yêu cầu chính quyền Đảng nhà nước sẽ dùng quan tâm cái đường đa này để cho thoát nước, cho nó khô đường đa này, cho con em nó đi học hành này kia nọ rồi nó được dễ dàng hơn. Hiện tại ngập lụt đang khiến cuộc sống của hàng chục hộ bị đảo lộn. Họ vô cùng bức xúc vì đã quá nhiều lần thương lượng cầu cứu chính quyền địa phương. Tình trạng trên cứ tiếp tục kéo dài sẽ đẩy bà con vào nỗi lo và tổn thất lớn. Đây là ông Tô Minh Đương, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Hiện là lão nông đầu tiên trong xã nuôi chim cút đạt hiệu quả cao. Nhờ chịu khó đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, tìm hiểu thêm sách báo và cần cù nên gia đình của ông Đương đã thu được hiệu quả kinh tế cao, chỉ sau hơn một tháng từ việc bán trứng chim cút. Đầu nó nuôi 200 con tháng 8, lọt tháng 9 là thu nhập rồi, cũng như lọt tháng 9, nửa tháng 9 là thu nhập lai gai rồi. Mà lúc đó người ít, đêm mấy chục xong người chừng tháng sau lọt tháng 10 á, tháng 10, tháng 1 rồi đêm được mấy trăm. Thì từ từ lên vậy đó.
Hiện nay bình quân mỗi ngày gia đình của ông Đương thu nhập từ trứng cút khoảng 600 đến 700 ngàn đồng. Bên cạnh đó, ông Đương cũng chọn trứng ốc khoảng từ 17 đến 18 ngày nở để tiếp tục gây giống. Sau khi chim cút nở sẽ được nuôi ấm trong vòng 1 tháng rồi phân loại chim cút trống mái, cho vào chuồng theo tỷ lệ hợp lý. Chuồng chim cút được đặt nghiêng để thuận lợi cho việc thu hoạch trứng hàng ngày. Những con chim cút đẻ trứng đến khoảng thời gian nhất định sẽ được để riêng bán cút thịt. Cút thì trong vòi tự động là nó chảy ra uống nào hết thì nó chảy xuống vậy đó. Ăn thì mắng ăn này đổ vô rồi nó ăn qua tới ngày sau, tới trưa ngày sau mới hết. Nuôi chim cút là mô hình sản xuất khá mới trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Mô hình này dễ thực hiện, chi phí thấp, không tốn nhiều công chăm sóc và mang lại nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vấn đề đầu ra chưa thật sự ổn định. Ngoài ra, người nuôi cũng cần cẩn trọng trong việc phòng chống dịch bệnh. Đây là những gì còn lại sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng lúc 17:50 chiều hôm qua tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, cạnh bệnh viện Nhi Trung ương. Nhìn từ trên cao, một số ngôi nhà đã bị sập mái hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Toàn bộ 10 ngôi nhà trên đường Đê La Thành đã bị lửa thiêu rụi. Hàng chục ngôi nhà tại khu vực giáp ranh với bệnh viện Nhi Trung ương cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Theo lời người dân sống gần hiện trường vụ cháy, nguyên nhân do nổ bình ga tại một nhà bán sim thẻ điện thoại. Trong khi đó, có nguồn tin khác cho rằng vụ cháy có thể là do bị chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Cụ thể, đoàn chức năng phát hiện một số cơ sở kinh doanh sản phẩm ghi nhãn không đúng theo hồ sơ công bố. Giấy xác nhận đủ sức khỏe hoặc giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp bán sản phẩm không có, hoặc có nhưng đã hết thời gian sử dụng. Ngoài ra, đoàn chức năng còn phát hiện nhiều bánh trung thu đã cận thời hạn sử dụng và một số bánh kẹo liên quan cũng không có niêm yết thời hạn sử dụng hoặc thời hạn sử dụng đã hết. Đợt kiểm tra lần này là có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung Thu như bánh trung thu, bánh bía, bánh kẹo. Trong đó, chú trọng vào các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 26 đối tượng và một số tang vật liên quan, gồm 9 con gà đá, 4 bộ cửa sắt, 1 cân đồng hồ, 12 xe mô tô, 26 điện thoại di động, 1 bộ lắc tài xỉu, gần 30 triệu đồng tiền mặt. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đa phần là người dân từ địa phương khác đến. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin các cơ quan chức năng, chương trình Đại nhạc hội mùa thu diễn ra vào tối ngày 16 tháng 9 do 4 DJ nước ngoài biểu diễn, gồm 2 người Hà Lan và 2 người Bắc Ireland. Các giấy phép liên quan đến đêm biểu diễn đều được cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng sau sự cố khiến 7 người tử vong, Hà Nội sẽ tạm dừng cấp giấy phép các chương trình biểu diễn nhạc hội. Sau cái việc, cái sự cố hôm qua ở công viên nước Hồ Tây, thì trước hết là chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đấy. Chúng tôi tạm dừng cấp phép các cái loại hình đấy, kiểu như thế này, tạm dừng đã. Đấy. Còn sau khi mà có kết luận của các cơ quan điều tra rõ ràng thì chúng tôi mới tiếp tục xem xét. 7 cái nạn nhân này đang tử vong và một số đang hôn mê thì chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra vì cái số lượng là thanh niên nam nữ tham gia cái đại hội này rất là đông. Và cái mà là ma túy gì thì có lẽ các đồng chí cũng lui lại để chờ cái kết luận của cái bộ phận kỹ thuật bên chuyên môn, các đồng chí sẽ có kết luận bằng văn bản. Nó là ma túy gì? Ma túy tổng hợp, ma túy gì? Thế và ai mua và ai đưa vào thì cũng phải quá trình điều tra. Đến nay, cơ quan chức năng xác định đã có 7 người tử vong, 5 người trong tình trạng hôn mê. Tại bệnh viện A, trong đó có 8 người được chuyển đến cấp cứu gồm 3 nữ, 5 nam, độ tuổi từ 18 đến 27. Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 người đều dương tính với ma túy đá, ma túy tổng hợp, cần sa và thuốc lắc. Đây là các nạn nhân trong vụ phóng hỏa tự thiêu gồm Trần Thị Bé, Trương Thị Kính, mẹ của Trần Thị Bé, Trần Mỹ Duyên, con gái chị Bé và Nguyễn Viết Hùng. Trong đó, 2 trường hợp nhập viện trong tình trạng bỏng rất nặng trên 95% là Trần Thị Bé và Nguyễn Viết Hùng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Qua trao đổi, bà Trương Thị Kính, mẹ chị Trần Thị Bé là nạn nhân cho hay, nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm. Chúng tôi cũng ly dị chồng, mà anh biết không cũng ly dị vợ, thì muốn đi đến với nhau nhưng mà tôi thấy hoàn cảnh như vậy tôi không cho. Thì anh có hăm dọa như vậy đó, nhưng tôi tưởng anh hăm dọa đùa giỡn vậy thôi, chứ không ngờ anh làm thật. Thì sáng hôm qua đây 5 giờ sáng là anh sạch sáng tưới từ trên đầu con tôi xuống, là bực cái hộp quẹt lên là thấy đỏ lửa lên nhiều mục không thấy người,
không thấy người. Là tôi ở ngoài nhà vệ sinh chạy vô vậy là kêu cháu tôi gì là hai ba cháu là lựa dưới chân là cứ sấp xỉ thế là cứ cố chạy, chạy để kiếm vòi nước cứu mẹ thôi, cứu mẹ vì cứu con thôi. Trước đó vào ngày 20 tháng 8, chị bé đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng tố cáo ông Hùng bắt người trái phép, đánh gãy tay và hiếp dâm mình. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết thì sẽ ra cơ sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay ngày 18 tháng 9. Xe ô tô tải mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đang đi qua địa bàn phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thì bất ngờ va chạm vào xe mô tô mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do một người phụ nữ điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng phương tiện té ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm buổi trưa tan tầm, nên xe cộ các loại lưu thông qua lại nơi này có ùn ứ kéo dài trên đường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.